Ok, và hello anh em nhé, chào mừng em quay trở lại với channel của mình nhé. Mình là Thầy Di đây và chúng ta hôm nay sẽ tiếp tục với series chính là Dynamon World nha anh em. Và nếu anh em đã thích cái video này hãy cho mình một like, một comment và một chia sẻ nhá. Nó động lực rất lớn để mình làm thêm nhiều video hay hơn nữa nhé. Rồi và chúng ta sẽ bắt đầu thôi, let's go. Game này có tiếng không? Game này có tiếng anh em ạ, mình đỡ phải đấu, mình đỡ phải đánh. Để mình xem mà tiếng nó có to hay không nhá. To quá thì mình sẽ chuyển cho nó đỡ đỡ to một tí, không to lắm đâu anh em ạ. Ok, chưa đang luyện con gì nhỉ? Thực ra là không cần luyện, chưa chỉ cần cho ăn thôi, cho nó ăn lên cấp là nó rồi. Tiếp tục tấn công luôn, chưa có phiên bản mới anh em ạ, vẫn ở trong này chỉ có một phiên bản là 1.7.21 thôi. Khi nào có phiên bản mới thì mình sẽ cho anh em xem, nhưng hiện tại thì chưa có. Hơi đáng tiếc là chưa có anh em nhé. Rồi tấn công đi. Hellfire rất mạnh, rất rất mạnh là đằng khác luôn. Ok chưa? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục là next game nha anh em ơi. Ok, chúng ta sẽ đi đâu tiếp đây? Mình sẽ đi lên trên này để mở hết cái đường ở trong cái phiên bản này ra. Phiên bản này có cái đường gì thì ta sẽ mở hết ra thôi. Rất giản thôi bạn nhỉ, không có gì khó khăn cả. Có rắn lá, rắn lá chắc một đấm á, chưa khắc hệ mà. Đối với con này thì chúng ta khắc hệ nó rất là dễ. Bọn này toàn đều hệ lá các bạn, đây là nơi hệ lá, không chết luôn kìa. Cho một chiêu gọi là giảm giáp. Có một chiêu gọi là giảm giáp đây, chắc là chết luôn đấy. Đúng rồi, tại vì nó bị sẽ mất một thêm một cái lượng giáp nhất định đấy anh em, khá là hay. Ok, start next game anh em ơi. Rồi anh em, bây giờ tôi sẽ tiếp tục là đi vào đâu, đánh nhau với bà già này. Hình như bà này là có chứa cái Ginger Beer không ạ? Mathra không chứa đâu nhá. Đấu thì cho cứ đấu thôi, chiêu lửa luôn luôn lên luôn. Ok, rồi và chúng ta sẽ cắn được phát này. Nhấp nháy luôn, Endrain à, Endrain. Nhấp nháy với tờ này nhờn. Rồi, khỏe phết nhỉ. Chúng ta đã xong, chúng ta đã đánh bại xong con kia. Rất ổn luôn, đúng không? Cho đi đâu tiếp đây? Ui, chúng ta mở khóa rất là nhiều khu vực anh em ơi. Đây, mình mở khóa tận đây rồi, đấu luôn. Tiến thẳng tới đấu luôn anh em ạ. Mình nên tiến hóa con gì không? Con rồng lửa này rất là đẹp rồi. Một tiến hóa thêm thì cũng được thôi, cũng không vấn đề gì. Chắc là dùng cái chiêu lốc. Một đòn lốc. Đấy, Snake, con này con rắn á, tên là Snake. Rắn Snake. Khỏe đấy chứ, nhờ. Rồi anh em ơi, chúng ta tiếp tục vào dùng cái này. Đó, thêm một vài chiêu nữa để tấn công nó ngay và luôn. Rồi. Rất khỏe, rất rất khỏe ở đằng khác. Đấy, ok. Rồi chúng ta sẽ next next game Crystal. Bây mình sẽ đi đâu nhỉ? Mình sẽ đi được đến những khu vực như thế này này. Anh em cần thêm một con nào tiến hóa cho đẹp không? Cho đẹp đội hình không?
muốn bắt cái con bóng đêm ở bên kia quá nhưng mà không bắt được ấy, đang không biết là bắt kiểu gì à, rất muốn bắt cả cái con bóng đêm bên kia nhưng mà hiện tại thì cũng không bắt được nên tôi cũng chưa biết là sẽ kiểu gì anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ dùng chiêu này luôn nhé. Rồi ok game. Ô cái này là chiêu Endrain mà. Endrain thì không cần. Mình không cần Endrain anh em ạ. Tại vì căn bản mình đã cũng khỏe rồi ấy. Mình cần Endrain làm gì đâu. Endrain có vào thêm thì nó cũng không nhiều tác dụng lắm đâu. Không không quá là mạnh lắm nên mình cũng không không thích lắm. Rồi cứ dùng chiêu tấn công này đánh cho nhanh. Nó phải khám phá thêm nhiều thứ nữa. Có rất là nhiều thứ ở ngoài kia để đang chờ đợi chúng ta next game. Đó. Bây giờ mình sẽ đi đâu thêm? Đấy, sắp phá luôn cái map này rồi anh em ạ. Thế đi phá map này cũng được nhỉ. Yeah. Không vấn đề gì. Dynabox. Cực nhanh anh em ạ, chúng ta phá map này siêu nhanh thôi. Móc vào rốc. Đây là bước với tôi. Xong một bé. Con hệ lửa, con là Pump Press. Pump Press với tôi á. Defense giảm anh em ơi. Pump Press. Đấy. Ok chưa? Đánh chưa, đánh rất là nhanh. Đánh rất là ổn luôn. Không có hiện tượng gì giật lag gì. Xong rồi á. Cho anh xong cái map này rồi à? Nó cũng chỉ có bằng này người thôi anh em ạ, không không nhiều lắm đâu. Mình bắt con bóng đêm nhưng mà không biết nó ở đâu. Boss này, Boss Alaska hệ nước à? Hệ nước không phải sợ. Mình cũng không sợ cái con hệ nước này lắm đâu. Ok. Đó. Rồi. Một chiêu này. Một chiêu nữa anh em ơi. Xong. Chúng ta đánh xong boss này rồi, bây giờ mình có thể tìm thêm những người boss khác. Nhưng mà có lẽ thế này là cũng ổn đấy anh em nhá. Và rồi thì chúng ta sẽ kêu nhé. Xin chào lại anh em trong tập kế tiếp nhá. Bye bye.